Bíp. Bíp, 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 bíp. Chị Kim ơi, em đập Sam xuống được đây. Đập Sam xuống được đây. Mọi người ai chưa thả like giúp còn một like nha mọi người nha. Nào, đi lên đây nào. Wow, idol beep 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 beep. Đi lên đây này. Đây, hai con xanh nhỉ, con xanh này à? Chú chị mưa mùa thu rồi à? Ôi, cảm ơn chị Kim nhá. Anh God này. Thế nó là con nào? Suốt cuộc nó là con nào? Cảm ơn chị Kim nhường đường em nhá. Thôi em đến đây em quay lại đã. Đến đây quay lại là một phương án tốt này. Tham thì thâm mọi người ạ. Đó, ui thằng em đây rồi, thằng em có ly rượu. Nó bảo con ơi đừng uống bia, sang uống rượu luôn đi. Ok luôn. Tuyệt vời anh em nhá. Thôi rượu cũng được anh em ạ. Không có bia dùng rượu tạm nhá. Có anh Sài Gòn này. Được của nó rồi, bắt đầu chốt đơn rồi. Phi này. Chết đi chết đi. Kim Kim, còn đó đấy. Ok, cảm ơn chị Kim Kim nhá. Nó đây đúng không? Chị Nhi và đồng đội đây đúng không? Wow. Người bên dưới này là ai đấy mọi người? Anh gót rồi, đi đi hẹp cái đoạn này vào để em bắt bắt cái bạn có hình ngôi sao nhỏ này cái. Cho cả bạn này vào trong. Nếu mà tem mình cho vào trong. Khả năng bạn gấu gấu gì đó. Gấu gấu top 8. Còn đau lên này. Đau lên từ từ này. Hoàng Thiện, chào cả nhà vui vẻ. Em sẽ chào Hoàng Thiện nha. Liều này. Không góc quay đầu là liều rồi. Có anh chám lòng này. Không biết phải anh chói nào không. Wow, rất nhiều con nha mọi người nha. Chứng tỏ nó đi góc rất là rộng nha mọi người nhá. Cái góc của nó ra tít ngoài kia luôn. Có mồi nhưng còn không ăn nha anh em nhá. Mình phải vì cục diện đi. Chứ mà tham ăn mồi nó mất hết thế luôn đấy. Đánh kiểu đúng vì cục diện này. Diện trận đấu rất quan trọng. Rồi anh có rồi, anh đi khóa vào vậy thì em qua đâu được. Em bảo anh đi hở đấy đấy, em qua mà. Chết em rồi, anh có rồi. Anh đi hở ra để em qua phát. Không thì anh phải đóng chốt chắc vào. Vậy thì thôi, tạm thời anh đóng chốt chắc vào đi. Em còn nhiều thế ở trên này quá. Đó, áp áp cho con kem mình chết trước rồi người này. Áp cho con kem là chết trước nha. Sau khi con kem là chết thì chúng ta sẽ có nhiều vấn đề đấy. Ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi. Anh Tiến anh ơi. Nào em phi vào đây. Quay đây quay đây quay đây. Không được rồi. Không được không được. Không phối hợp rồi anh em ạ. Không phối hợp rồi, không phối hợp rồi. Nào. Nó đơm ấy, cẩn thận nó đơm ấy, nó đang có tốc chạy ấy mọi người. Nó thấy mình nguyên nó không à, sao anh? Hôm qua đơm nó là sao anh? Yêu cầu anh Quốc viết có ấy nhỉ, viết có dấu nhỉ. Chứ không có dấu em không hiểu nhỉ.